Mấy cái đọt chanh mình giâm được 30 ngày ra rễ nhóc hết trơn luôn. Nay mình chia sẻ cùng các bạn cách giâm chanh bằng đọt. Thì đọt sau khi cắt thì mình dùng dao bén mình gọt lại cái đầu cho nó hết cái chỗ cái da dập á, nay mình cắt bằng kéo thì cái vết cắt nó sẽ bị dập da. Gọt sạch ở phía dưới chờ. Cắt bỏ những cái lá phía dưới để cắm xuống. Này là mình cắm vào cát. Sau khi cắm thì mình tưới nước giữ ẩm. Trùm bịch ni lông kín lại. Để cây trong ống gập. Nay là 30 ngày kể từ ngày mình dâm, cái sợi thun mình nịt giữ ẩm nó đứt luôn. Nhìn phía ngoài ly thì nhìn thấy ra rễ rất là nhiều. Dâm bằng ly nhựa thì tiện lợi, nghĩa là nó ra rễ mình thấy, còn dâm bằng mấy cái chậu đen thì nó ra rễ mình không thấy. Hôm trước mình dâm có mấy cái trái nó rụng nó thối. Giờ mình sẽ mở ra để tách làm ba cây. Rễ gà rất là nhiều. Chanh này thì bạn nào thích trồng chanh thì chỉ cần đi đâu đó thấy cây chanh xin người ta ngắt
một khúc đọt cái là về trồng được rồi. Nếu mà sách ở xa về thì bạn nhúng nước cành chanh, sau đó bỏ vô bịch ni lông buộc kín lại. Sau khi giâm thì mình vẫn để cây trong bóng râm chừng 5-7 bữa cho nó hết héo rồi mới đem ra nắng. Cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn thành công, vui khỏe.